reset cho 5G 3000 này. Sau khi chúng ta vào chế độ reset nó sẽ như thế này nha mọi người. Chúng ta kiểm tra ROM sale được không? Máy này làm mất mạng. Nó sau khi vào được chế độ reset thì chúng ta bấm vô nút OK này là xong. Bấm vô nút set cái là xong. Đây mình hướng dẫn cho mình reset vào chế độ reset. Nếu vào được chế độ reset thì mọi người nên tắt cái máy in này đi. Rồi sau tắt chúng ta giữ nút kiệt toán này, phải không? Rồi tiếp tục ta giữ nút nguồn nha. Rồi ta thả nút kiệt toán ra, ta bấm vô đúng 5 cái nha. Đây đang reset từ xa nha. Mấy cái dòng đời mới này thì chúng ta nên chạy cái khai dòng đời reset chính hãng thì mới được nha. Rồi mọi người coi cái trang này cũng được nha. Cái này cũng chuẩn rồi nha mọi người, cái tài liệu mấy anh tổng hợp rồi nha. Đó. Sau khi vào chế độ reset xong thì chúng ta mở phần mềm lên thôi, nó báo lỗi 5B không, rồi chúng ta bấm vô cái nút set này cái, rồi chúng ta đợi một xíu nha, nó in ra cái bảng test 000 cho chúng ta nha, thì nó là reset về 000 đó. Sau khi reset xong thì chúng ta sẽ này, nó báo function nó full fitness này, thấy không? Thì chúng ta bấm OK thôi. Canon G3000 khi vào được chế độ reset thì nó sẽ báo như vậy nha mọi người. Mình lưu ý nó sẽ đọc được cái series của cái máy này. Khi mọi người vào không được thì nó sẽ không có báo nha. Cái này là reset Canon G3000. Nếu nhẫn lại cách vào chế độ reset của G3000 này, đầu tiên ta tắt máy in đi, xong tiếp tục chúng ta giữ cái nút stop đã đỏ. Sau khi giữ nút stop đã đỏ thì ta tiếp tục giữ nút nguồn nha. Rồi sau khi giữ nút nguồn thì ta vẫn giữ nút nguồn đó, ta thả nút mũi stop ra, ta bấm vô nút stop 5 cái nha. Nên nhớ vẫn giữ nút nguồn nha. Bấm nút stop 5 cái xong ta thả tay ra thì nó mới vào được chế độ reset nha. Khi vào được chế độ reset thì chúng ta mở phần mềm lên, chúng ta reset thôi. Rất là đơn giản. Rồi sau chúng ta tắt nó lên, chúng ta mở lại là xong nha. Đây là cách reset của Canon G3000 nhé. Này mình đang reset từ xa cho khách đi, mình mua khay reset từ xa cho khách đi. Mọi người cũng có thể liên hệ số điện thoại bên dưới để mua khay nha. Khay là mua phần mềm thôi. Mấy dòng này mới mọi người không có chạy miễn phí được đâu nha. Chạy miễn phí nó sẽ bị khóa main và hỏng main á. Mọi người lưu ý mọi người nên tìm cái chỗ nào nó uy tín, hoặc là có thể liên hệ số điện thoại mình bỏ bên dưới, bên đó người ta sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Rồi chào mọi người nha. Có vấn đề gì không hiểu thì comment mình hướng dẫn nha.